Sâm Nhung Bổ Thận Trung ương 3 hân hạnh đồng hành cùng chương trình này. Một đêm trình diễn tuyệt vời với những câu chuyện thú vị và hấp dẫn. Càng tiến vào trong, sự cạnh tranh ngày càng khốc liệt hơn, vì ngôi vị quán quân chỉ có một. Chỉ một chút sơ suất thôi là phải nói lời tạm biệt chương trình. Tuần sau, tại vòng phong cách, các thí sinh sẽ trình bày ca khúc nổi tiếng mang đậm phong cách riêng của chính mình. Đây cũng chính là phong cách mà các thí sinh sẽ xây dựng dành riêng cho mình sau này. Cũng trong đêm này, chúng ta sẽ phải chia tay 4 thí sinh thấp điểm nhất. 4 thí sinh còn lại sẽ bước tiếp vào đêm chung kết xếp hạng. Yêu dân tộc Việt Nam, nòi giống lạc hồng. Yêu cha yêu mẹ ân nặng nghĩa đầy. Yêu cô nhà bên, thuở con hai đứa tắm mưa. Giờ này nên nghĩa thâu châu. Sông quê tôi đổ về ba ngã, cây trái ngọt uống dòng phù sa. Đường qua trường khánh có người bạn qua. Phải nói nhớ nghĩa là đã xa nhau lắm rồi. Phải thầm không nghĩa là đã không tiêu kéo được rồi. Cái anh chàng này lù đù nhưng mà sẽ dắt cái lu mà chạy. Phải nói là anh rất là xúc động về cái bài hát này. Em ơi có thương anh không? Yêu bằng sự tha thiết là bền vững nhất. Chúng ta sẽ cùng đón xem tập 11 vòng phong cách. Chương trình Ai Sẽ Thành Sao sẽ được phát sóng vào lúc 21 giờ Chủ nhật ngày 27 tháng 5 năm 2018 trên kênh truyền hình Vĩnh Long 1 và phát lại vào ngày hôm sau, thứ hai ngày 28 tháng 5 lúc 12 giờ trên kênh truyền hình Vĩnh Long 2.